Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bố Anh Kinh Môn. Ngày hôm nay thì Bố Anh Kinh Môn lại tiếp tục về thêm một chiếc sedan hạng D với cửa tiền hơn 100 triệu là các bác đã sở hữu được một chiếc xe hạng sang này rồi. Thời điểm lăn bánh của em nó là đến hơn 1 tỷ đồng đó. Mà thời điểm của mới lăn bánh thì chỉ các nguyên chủ quốc gia mới được trải nghiệm trên dòng xe này thôi. Một dòng siêu xe đấy, từ chất lượng của Mỹ, thương hiệu xe Ford. Và chiếc xe ngày hôm nay của Bố Máy Kinh Môn thì khẳng định với quý vị các bạn là chất và đẹp như 2013-2014 luôn các bạn. Như 2013-2014 luôn. Với cửa tiền 145 triệu đồng các bác đã sở hữu được một chiếc xe hạng D số tự động đi rồi. Nói đến dòng xe Mỹ thì các bác hoàn toàn yên tâm về những tính năng an toàn rồi. Và chiếc xe này thì luôn luôn với nhiều option nên là các bác hoàn toàn yên tâm là rất là an toàn khi chúng ta trải nghiệm với dòng xe này. Cảm biến đã xuôi lốp này, túi khí an toàn xung quanh xe, phanh đĩa ABS 4 bánh này, gương kính chỉnh điện này, điều hòa auto này, xinh nhan gương này. Đấy, một chiếc xe phò sở hữu form dáng rất là đẹp luôn và đi cực kỳ đầm và chắc luôn các bác, cực kỳ đầm và chắc luôn. Sơn chi đây rất là sạch đẹp, mang tên tư nhân biển thủ đô này, 30A15524 này, cảm biến này, màn hình cam lùi này. Đấy, sơn chi rất là sạch đẹp luôn. Và chiếc xe này thì khẳng định với quý vị và các bạn là đẹp không đối thủ cùng đời luôn các bác nhé, đẹp số 1 Việt Nam luôn. Cùng đời khẳng định với quý vị các bạn là không thể tìm được chiếc xe nào của đẹp hơn chiếc xe này của em ngày hôm nay. Cam kết và khẳng định các bác luôn. Và xe thì còn đẹp chất xe nào thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video để các bác có thể hiểu rõ được hơn về chất lượng của xe các bác nhé. Để em xem là em nói có chuẩn không. Đây đèn pha nguyên bản này, đèn bi rối tơ theo xe đấy các bạn. Phần đầu xe này, mặt ca lăng này, logo này. Đấy, một chiếc xe này bác chủ xe là làm việc trong ngành nhé. Nhưng bác chủ xe là giấu tên nên là không muốn bọn em chia sẻ lên đây, nên là em cũng xin phép được giấu tên bác chủ xe nhé. Xe rất là đi ít luôn, đi cực kỳ ít luôn các bạn. Nội thất còn mới dã man luôn, nội thất của em nó còn mới như 2014 luôn nhé. Đấy, một chiếc xe là cam kết là keo chỉ zin đến 99% các bạn, keo chỉ zin 99%, sơn chi đẹp, xinh nhan này, cửa sổ trời này, đấy, lộ thất của em nó này, ba vị trí nhớ ghế này. Đấy, thường thường những vị trí này sẽ hay bị vỡ lắm, cả đèn cũng vậy thôi nhá. Mondeo rất hay bị vỡ trong dòng này, vì dòng Mondeo em bán rất là nhiều luôn, mà chưa tìm được chiếc xe nào chất và mới hơn chiếc xe này các bạn. Đấy, em bán rất là nhiều dòng xe Mondeo này rồi. Đấy, phần nội thất của em nó này, tay nắm em ạ, chrome này, gương kính chỉnh điện này, ô đỏ hơn 20 vạn. Đấy, nội thất đây còn mới lắm, rất là mới luôn. Trần nỉ này, gương điện chói lóa này, cam hành trình cam lùi này, dòng phe Mondeo cả phần bảng bảng đen này cũng vậy này, rất hay bị rách phần nỉ đây, rách phần nỉ gá đỡ này. Mà chiếc này thì khẳng định với các bác là nội thất của em nó đẹp và mới, không có một chỗ nào bị rách hay bị bục gì cả nhé các bác nhé. Đây, kể cả từ phần tay, từ phần chỗ kéo cửa sổ trời này, rất hay bị bục bị rách chỗ này như dòng xe Mondeo này. Nội thất đây, vô lăng này, vô lăng không một vết mòn luôn các bạn, vô lăng không một vết mòn luôn. Logo đây, các phần cần điều chỉnh âm lượng này, đây chân phanh đây nhá, chân ga đây, lót sàn là 5D này. Đấy, bác chủ xe khá là cẩn thận đấy ạ. Ghế điện này, đấy, tem mác đây, nội thất ghế da zin theo xe rất là đẹp luôn các bạn nhá, rất đẹp luôn, không có bục rách luôn. Phủ số đây, điều hòa auto đây, màn hình Android đây. Đây, phần phanh tay đây, 145 triệu đồng các bác đã sở hữu được chiếc Ford Mondeo 2003, còn mới như 2013-2014 luôn các bạn, mới như 2013-2014 luôn. Rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn, đẹp từng chi tiết luôn. Nội thất đây, nội thất ghế da theo xe này, kể cả cũng không ngồi mà theo thời gian là nó cũng có xe vết nhăn như này. Đây, các chi tiết đây nhá, rèm chân nắng này, trần nỉ nguyên bản này, túi khí an toàn thì xung quanh xe, kể cả phần ghế cũng có các bác này. Đấy, một chiếc xe độ an toàn khỏi nghĩ ngợi rồi, đi rất là êm ái luôn, cực kỳ êm ái luôn. Đây, 145 triệu đồng. Mọi người quan tâm xe thì cứ liên hệ cho Bốn Bánh Kinh Môn, số điện thoại 0354 152888 các bác nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và giá trên là giá em bán xe tại cửa hàng thôi. Hay mọi người mà yêu thích xe chất, xe hàng tuyển thì cứ alo cho Bố Anh Kinh Môn.
đang sở hữu chiếc xe Ford Mondeo này 203 số lượng này, còn mới như 2013 luôn, 145 triệu đồng thôi. Nội thất tắp lô tắp đi đây, đèn đóm này không có bị vỡ luôn nha các bác nhé, không có vỡ một cái đèn nào luôn, tắp đi không có vết xước nào này. Rất là đẹp luôn này, rất là đẹp luôn. Với cửa tiền 145 triệu đồng, giá trên là giá em bán thành hàng thôi, nên bà con lưu ý giúp em nhé. Đây, tao lô tắp đi, đèn đóm này, nội thất đây, rất là đẹp luôn, tất cả đều zin theo xe hết đấy các bạn, từ các phần nội thất tắp lô này, cả bên áp suất lốp này, khóa khiển theo xe này, khóa khiển theo xe. Bây giờ em sẽ cho mọi người tham khảo về phần khoang máy nhé, để cả nhà có thể hiểu rõ được hơn về chất lượng của xe. Máy số của chiếc xe này thì khẳng định các bác là không có đối thủ cùng đời luôn nhé các bác nhé, không có đối thủ cùng đời luôn, không có đối thủ cùng đời luôn. Đấy, các chi tiết nội thất đây, củ số đây, máy thì lỗ nghe rất là thì thầm các bạn, rất là thì thầm luôn nhé, không rung giật luôn, kể cả bật điều hòa máy vẫn lỗ im vắt luôn các bạn. Để xa, nếu mà để xa thì các bạn bị đứng xa xe thì gần như là không nghe tiếng máy nổ luôn. Hiếm có chiếc xe Ford Mondeo cùng đời nào mà có thể giữ được máy số ngon hơn chiếc xe này của em. Đấy, đầu răng đây, máy nổ rất là êm và thì thầm luôn, không một chút rung giật các bác nhé. Số 10 cam kết cho bác là không một lỗi nhỏ các bạn, không một lỗi nhỏ. Đây, máy số không một lỗi nhỏ luôn. Còn chỉ thì mất tí phần chỉ thôi các bác nhé, mất tầm 20 phần chỉ phần cabo thôi. Đấy, tầm 20 phân thôi. Đấy, phần đầu rồi thôi, còn đâu tất cả các chỗ cabo khác là đều zin hết các nhá, mình các bác hoàn toàn yên tâm. Đều zin hết này. Đều zin hết các bác nhá. Chỉ đầu thôi. Gần như nếu chúng ta đóng lắp cabo lại không nghe tiếng máy nổ luôn ạ. Một chiếc xe máy số đại chất luôn. Với cửa tiền 145 triệu đồng thôi. Các bác quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn nhá. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.